Giang. Ủa, em tưởng anh về rồi chứ. Anh mang hợp đồng thuê nhà qua cho em. Em xem rồi ký, nên gửi cho chủ nhà. Trời ơi, phiền anh quá à. Chuyện này em tự lo được mà. Thì một công đôi việc đó mà em. À, anh có mua nguyên vật liệu cho em sang sửa lại quán chưa? Vinh, ra xe lấy đồ vô. Vậy sao được anh? Ủa, Giang nhà ổng đi hồi nào vậy? Anh để em gửi lại tiền anh nha. Tiền bạc cái gì em, anh muốn giúp em ấy mà. Với lại sau này mỗi ngày cho anh uống một ly cà phê là được. Trời ơi, ê, cái quán này là mở để kinh doanh nha, chứ không phải là quán chùa nha cưng. Ông ra xe lấy đồ vào giùm tôi, chuyện này để tôi lo. Em xem hợp đồng đi. Dạ. Anh, không nhẽ việc của con Giang vợ chồng mình buông xuôi sao anh? Mấy đứa mình mới nhận vào làm ăn lơ mơ chẳng ra làm sao cả. Dạy dỗ mãi cũng vẫn cứ thế thôi, làm hỏng hết mẻ này đến mẻ khác. Theo em biết việc công ty giải quyết hết rồi mà. Còn với cái việc nhà thì không lo, chỉ toàn lo những cái chuyện đâu đâu thôi. Cứ mặc kệ nó em. Tại sao lại mặc kệ mặc xác con được? Thì em nghĩ xem, cái quán của nó có ra cái trò gì không? Bán trà không ra bán trà, bán cà phê không ra bán cà phê. Thập cẩm lồng đằng. Anh có biết hôm nay em qua thăm chị Liên, chỉ trách vợ chồng mình không lo nổi cho ông Giang cái quán tử tế. Đúng là trả ra làm sao cả. Mà anh à, con nó không có tiền làm sao xoay sở cái quán đó anh hả? Anh nói để cho em biết nhé, nó không bao giờ chịu ngửa tay ra xin mình dù chỉ là một xu đâu. Vậy mình phải tính làm sao anh? Ô hay, thế em nghĩ rằng anh phải chạy tới nó, anh van xin nó, anh chắp tay lại anh nói rằng: con ơi, con hãy nghe bố, con nhận lấy tiền của bố mẹ giúp con để con mở quán đi à. Anh làm như thế sao được? Ủa, em đâu có bảo là mình tới van xin con đâu. Đúng là rõ nhà ai qua nhà nấy. Không biết nó cứng đầu, nó bướng bỉnh giống ai á. Giống ai thì giống, nhưng mà anh nói cho em biết nhé, nếu anh cứng thì em cũng phải cứng. Đằng này em toàn làm ngược lại thôi. Thì đúng rồi, tại em, vì em, cái gì cũng em. Thank you.
Đi ngủ đi em. Anh à, alo Giang hả? Vinh là Giang. Ừ, ông ăn sáng chưa? Qua tôi đi, tôi có bánh mì nè. Vinh uống trà no bụng rồi nè. Ừ, ông thay đồ lẹ đi rồi qua đây. Ủa gì thấy Vinh không mặc đồ hả? Nè, ông nói gì vậy? Đồ đạc gì đây, qua lẹ đi. Không có. Nè, không có gì hết. Tại vì Vinh nói giỡn cho Giang thôi, không có gì hết nha. Nè, Giang nói tới cái đoạn thay đồ rồi qua liền đó. Nè, khi qua đây đó, ông nhớ mua giùm tôi ít kẽm nha. Với lại kềm nè, thêm vài thứ nữa. Nhưng mà thôi ông cứ qua đây đi, từ tôi sẽ cho ông biết là cần phải mua những thứ gì. Rồi. Ê, ở nhà ông đó, ông mà có đồ nào mà cũ đó mà giờ ông không xài nữa, ông đem qua đây luôn nha. Tôi lấy làm giả lau, đang thiếu. Ok. Trời, mấy thứ đó Vinh nhiều lắm. Nè, Giang có gì á, nói hết luôn đi. Còn nhiều việc lắm, nhưng mà ông cứ qua đây đi. Tôi chỉ sợ ông không có sức mà ông làm thôi đó. Gì không đủ sức? Cái gì Vinh cũng làm được hết á. Thiệt không đó? Vinh nói thiệt mà. Chỉ cần... Nè, bộ ông dám ra điều kiện với tôi đó hả? Vinh chỉ cần Giang đừng có kêu hai cái thằng cha Bảo Hoàng, Trần Phi gì nè. Vinh không thích. Trời ơi, bộ đá rơi chúng đầu ông nữa hả? Có anh Hoàng san sẻ giúp việc với ông, ông không muốn à? Vinh không muốn san sẻ với hai thằng cha đó. Không muốn. Nè, nhưng mình tôi với ông làm đến khi nào mới xong? Thì ngày hôm nay mình làm không xong thì đêm Vinh làm tiếp. Vậy nha. Nhưng đâu phải việc gì ông cũng làm được đâu. Ủa, sao im lặng vậy? Lúc nào cũng có thằng cha Bảo Hoàng với Trần Vi hết trơn. Bực mình ghê vậy đó. Hoàng, Bảo Hoàng, Trần Vi.
Dạ mời ba ăn sáng ạ. Chị Út à? Dạ. Chị lấy giùm tôi gian. Dạ gian gì? À không, chị lấy hộ tôi cái điện thoại. Dạ. Thưa, điện thoại của bà đây ạ. Cảm ơn chị. Mẹ à, con đây. Mẹ đang bệnh đây. Mệt lắm con à. Mẹ bị sao vậy? Sao giờ mới cho con biết? Ừ, tại mẹ thấy cũng không có gì nặng lắm. Bố đâu hả mẹ? Ba con bận xuống xưởng. Mà mẹ thì ngại không muốn báo ba. Sợ ba về thì tội thân. Nếu vậy cô Út với chú Công đâu? Sao mẹ không nói họ đưa mẹ đi khám? Nhớ mà nặng thì... Mẹ cũng đang mong bị làm sao đây. Mẹ đừng nói gỡ. Giang à, hay con về thăm mẹ một chút đi con. Mẹ, giờ thì con đang đợi Vinh tới. Hay tối con ghé về thăm mẹ nha mẹ. Thôi, vậy thì con cứ lo việc của con đi. Mẹ tự biết phải làm thế nào rồi. Mẹ cúp máy nha Giang.